Con xin phép lên phòng ạ. Sao anh không bỏ em đi? Anh đã nói với em bao lần rồi. Rồi chúng ta nhận con nuôi. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Anh biết mà. Làm theo cách của em đi. Nếu anh còn thật sự muốn sống cùng với em. Vấn đề là chị, con anh nhà thì hoàn toàn bình thường. Chúng tôi không chân thành thế này. Nếu như gia đình có điều kiện thì hãy nên đi thụ tinh nhân tạo. Còn với trường hợp của chị thì tỷ lệ thành công dường như không có. Kìa, em sao thế? Gặp ác mộng à? Bình tĩnh. Anh còn thương em không? Đồ ngốc. Em vẫn mơ đấy à? Anh giúp em một việc được không? Anh... Em bỏ ngay cái suy nghĩ đi. Anh đã nói bao lần rồi. Em không thể chịu nổi cuộc sống như thế này nữa. Em xin anh mà. Em nghĩ anh sung sướng hơn em sao? Thôi, em nghỉ đi. Đừng để anh phải nghĩ nhiều nữa. Thank you.
Em đừng sợ, chị sẽ lo cho em. Mẹ ăn đi ạ. Con gắp cho vợ con. Em ăn đi. Đưa mẹ xúc cho con ăn nhá. Được con, được con. Nào, ăn đi. Không ăn. Cố mà ăn cho nó khỏe thai con. Đi. Nào. Cho mẹ vui. Ăn cho mẹ vui. Chào cô. Tôi có thể vào nhà được không? Được. Vợ tôi rất chu đáo với cô, đúng không? Tôi có mua sữa cho cô đây. Chắc không phải loại cô hay dùng. Em uống nước đi. Tôi cảm ơn. Cô không phải sợ tôi đâu. Thế sức khỏe của cô thế nào? Em bé khỏe. Tôi không hỏi em bé, mà tôi hỏi cô. Chắc vợ tôi hay hỏi về em bé lắm đúng không? Cô liều lĩnh thật đấy. Thế ở quê cô còn đi học gì không? Thầy U em không có tiền, cho nên em nghỉ học từ sớm rồi ạ. Là em tự nguyện. Hôm nay mấy anh em nhận được hợp đồng mới, làm vài cốc bia thôi. Anh sao đấy? Chắc là tại hôm nay anh mệt quá thôi. Đi ngủ sớm đi, mai mình đi làm. Thôi, muộn rồi, em nghỉ đi. Sao đâu chị, em đi lại nhiều cho khỏe. Chị mua nhiều đồ lắm, em phải ăn uống cho đầy đủ vào. Rồi xin cho chị một thằng cu thật là khỏe mạnh đấy. Chị xách đồ cho em. Dạ vâng ạ.
Hộp sữa này. À, mấy hôm trước hết sữa, cho nên em. Thế à? Dạ vâng ạ. Em ăn uống được không? Dạ, cũng tốt anh ạ. Phải ăn mới có sức khỏe để nuôi con được. Dạ, cảm ơn. Duyên này, từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em, được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện con Duyên là thế nào? Dù gì nó cũng là con anh phải có trách nhiệm. Đúng là kim đâm vào thịt thì đau. Thôi đi! Chính em bày ra trò này, em muốn cơ mà. Là tôi muốn có đứa con này, không có nghĩa là tôi muốn anh có thêm vợ bé. Chẳng có vợ bé hay vợ mọn nào ở đây cả. Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của một người làm bố thôi. Anh mượn cớ có đứa con này thì một ngày đó anh đưa mẹ con cái Duyên về đây rồi đẩy tôi ra khỏi nhà chứ gì. Tôi phải cắn răng chịu đựng từng giờ từng phút là vì ai? Vì ai? Vì anh, vì cái gia đình này. Anh đã bao giờ đứng ra bảo vệ tôi trước lời cay nghiệt của mẹ anh? Để đến nỗi tôi phải thuê người đẻ hộ. Anh có hiểu không? Anh có hiểu không? Con mới về. Con chào mẹ ạ. Cô làm gì ở đây? Chị, em. Con ạ, từ nay con sẽ không phải vất vả nữa. Mẹ sẽ chăm sóc cái Duyên và chăm sóc cháu của mẹ. Trời ơi, thương quá, thích quá nhỉ. Tuấn này, con vào trong bếp lấy cho mẹ bát gà hầm ra đây. À mà thôi, để mẹ vào pha cho nó ly sữa nữa. Mẹ để con. Cháu ngồi đây nhá. Thôi, để mẹ làm. Để mẹ làm. Chị, em không phải lỗi của cô. Chị tôi không thể làm mẹ. Chị ở đây là cô quá thấp. Giờ thì không cần phải tranh giành nữa rồi. Tốt. Chào cô. Chị. Duyên, em có sao không? Ôi trời ơi, sao rồi? Cô lui ra. Đỡ nó lên cho mẹ nhanh lên. Vâng, dạ vâng. Cô lên, cô lên. Đỡ nó lên cho mẹ nhanh lên. Cô lên.
đều lòng. Con nào cũng được mà anh, nhưng em thích có con trai rồi con gái, như thế con gái mình sẽ được anh trai nó bảo vệ. Có hai đứa thôi á, em phải cho anh cả một đội bóng ấy nhá. Được, như thế thì em sẽ già, sẽ xấu, anh lại đi với cô khác ngay chứ. Còn lâu, anh sẽ phải yêu em đến khi nào em xin anh đừng yêu em nữa thì thôi. Chồng à. Làm gì mà lâu thế? Hôm nay chồng về sớm đấy. Chồng không nhớ vợ à? Nhớ chứ. Gì đây? Em muốn ăn sữa chua. Vị lạ nhở. Ở nhà dạo này có gì mới không em? Có gì mới à? À, ở khu phố nhà mình nhá chồng, có cái chị tên là Hồ Hường. Chị ý ngoại tình, thế là bị chồng phát hiện, đánh chồng một trận, bây giờ vẫn nằm trong viện đấy. Đáng sợ thật. Nếu mà sau này vợ có làm gì sai thì chồng có đánh vợ dã man như thế không? Tất nhiên là không rồi. Anh yêu em nhất quả đất. Vợ ứ tin không? Anh thề, anh sẽ không bao giờ đánh em. Anh mà đánh em, anh là con... được chưa? Mong mèo nhá. Ha ha ha.